Em thấy chú Quân cũng được đấy chứ. Sao hôm nay là nói chuyện như người lớn thế nhở? Mà sao chị tưởng em chỉ muốn giữ dịp mẹ cho riêng mình mà. Thì mai này chị em mình cũng sẽ đi lấy chồng. Một mình mẹ cô đơn tuổi già hẩm hiu, chắc là mẹ sẽ buồn lắm ý. Có phải là Ngọc em tôi nữa không nhở? Có người yêu được đúng không? Khi em sinh ra thì đã có mình ở bên cạnh. Dù trong bất cứ việc gì thì đều có chị có em cả. Còn anh sinh ra đã chỉ có một mình. Một mình sợ hãi, một mình hận thù và một mình cố gắng. Ngày đó anh nhìn bất cứ ai mà có anh chị em, anh đều rất ghen tị. Nhưng sau tất cả, anh vẫn còn có em là người thân. Ít ra thì anh cảm thấy mình bớt cô độc. Từ bây giờ em sẽ không thích anh nữa. Đi uống một tốt chứ.